Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Vàng Sóc Đĩa của mình nhé. Chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ. Thì vẫn như mọi khi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lên kiếm cơm gạo trong cái trò chơi sóc đĩa trong con game VV77 này nhé. Và hôm nay cái số vốn của mình mang vào đang là 60.30M nhé. Để xem là hôm nay mình có thành công kiếm cơm gạo ở trong cái con game này không nhé. Ok, ván này đã về ba đỏ rồi này. Về ba đỏ cái ván này thì khả năng là nó sẽ đi theo cầu 11. Đây, ui, 11 ra 2, 4, 6 rồi. 6 ván như này lại có khả năng về tứ rất là cao này. Giờ cái ván đầu tiên mình sẽ vào nhẹ nhàng 5M nhé. Không việc gì phải vội vàng ngay cái ván đầu tiên cả. Và mọi người có thể thấy là hầu hết những cái video mình quay lên chơi ở trong cái trò chơi này ấy. Ok, ván đầu tiên thì nó vẫn về ba đỏ này, vẫn về bên lẻ này. Ok, không sao. Hầu hết tất cả các cái video mình quay ở trong cái con game này ấy, là mình hầu như là đều giành chiến thắng. Và mình chỉ muốn nói với mọi người là nếu mà có một cái phương pháp cộng với một cái tâm lý chơi ổn định ấy, thì mọi người hầu hết là 90% là sẽ giành chiến thắng được ở trong cái con game này nhé. Tiếp tục một bài ở đây mình sẽ tiếp tục vào chẵn nhé. Lần này mình sẽ bích vào 10M. Ôi rồi, ấn lỡ tay lên 11M rồi. Ui rồi ôi, lại tiếp tục với ba đỏ này. Bảng cầu đang nghiêng lẻ có khác. Ok, đã quyết theo thì mình lại vẫn tiếp tục chốt hạ vào chẵn nhá. Bích tiếp tục. Bán này vào 20M đi. Ván này mà không về chẵn. Ui sổ về tứ luôn. Đúng như mình bảo chưa, quá tam ba bận này. Ba ván bị lên mới lãi được có hơn 3M, mới lãi được 3M mọi người ạ. Nên là nhiều khi mọi người không biết áp dụng cái phương pháp gấp thép ấy, tưởng là lãi nhiều nhưng mà thật ra là lãi rất là ít. 3-1 tứ thì thường hay về sấp đôi này. Tiếp tục. Ván này vào nhẹ nhàng 5-6M bên chẵn nhá. Ui rồi ôi, bảng cầu đang nghiêng lẻ có khác, nó lại tiếp tục về lẻ này. Khoai thật sự. Bây giờ là âm mất 3M rồi này. Ván này tiếp tục mình sẽ bích 15M vào bên chẵn nhá. Ba trắng một đỏ. Ok, chuẩn chưa? Húp luôn ở cái ván này nha anh chị em nhé. Bây giờ lại là dương rồi này. 60 lên 71 rồi này. Nên là anh chị em cứ bình tĩnh. Anh chị em có thể để ý thấy là mình chơi có thể thua mấy ván đầu, nhưng mà hiện tại bây giờ mình vẫn đang lãi này. 11 à, 11 thì bây giờ bắt theo cầu 11. Vào 10M. Vì bảng cầu đang nghiêng bên lẻ mà. Ok, chuẩn chưa? Lại lên 81M này. Bây giờ là lãi cũng được hơn 20M rồi đúng chưa? Vốn ban đầu có 60.30 đúng chưa? Lãi hơn 20M rồi, đến đây mình lại vào nhẹ nhàng thôi. Về lẻ rồi đúng không? Về lẻ ở tay này mình sẽ vào 3M thôi. Lót 3 trắng 500k thôi. Khi mà đã có lãi rồi thì anh em không lên bích to nữa nhá, đánh nhỏ vốn thôi. Ok, ở cái ván này đã về sấp đôi này. Không sao vì hiện giờ mình vẫn đang lãi đúng chưa? Khi mà đã có được lãi rồi ấy, thì anh em nên đánh nhỏ nó xuống một chút chứ không nên là đánh mạnh tay to nhá. Đấy cũng gọi là được một cái chiến thuật chơi hợp lý đấy. Cái này thì mình lại bích này. Cái này bích vào 10M. Vì cái đường cầu như này rất có khả năng về tứ này. Ui rồi ơi, vẫn húp nha anh em, nhưng mà rất tiếc nó không về tứ. Bây giờ lãi lên 87.05M rồi này. Và mọi người có thể thấy là chỉ với mấy cái ván chơi thôi, trong vòng bây giờ có chưa đến nổi 6 phút mà mình đã lãi được hơn 20M rồi đúng chưa? 27M rồi. 27
bây giờ là 60.30 lên 87.05M rồi. Và đến đây thì mình đã có thể chốt lãi rồi mọi người nhé. Vì với cái số vốn ban đầu của mình là hơn 60M thì mình cũng đặt ra cái mục tiêu là lãi hơn 20M là mình có thể nghỉ được ở đây rồi nhé mọi người nhé. Và mọi người khi chơi, mình cũng luôn luôn nhắc cho mọi người nhớ là luôn luôn phải đặt ra cái mục tiêu chốt lãi và cắt lỗ của bản thân như thế nào để cho thật là hợp lý và có thể chơi lâu dài. Và đặt ra được cái mục tiêu chốt lãi cắt lỗ như vậy thì sẽ giúp cho mọi người biết cách khi nào ta lên dừng và khi nào ta lên chơi tiếp nhé. Và cái video ngày hôm nay của mình thì xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Và hôm nay mình đã kiếm cơm gạo thành công, chốt lãi với hơn 20M ở trong cái trò chơi này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.